Azeroth Metrion Xynthos. Chào mừng các cậu đã quay trở lại series Teen Titan Go trên kênh Way to Way Cartoon. Nếu là fan của Teen Titan hay Teen Titan Go thì chắc hẳn các cậu sẽ thấy câu thần chú kia khá là quen thuộc bởi nó luôn được đọc bởi Raven, một thành viên rất quan trọng của biệt đội Titans. Trong video lần này, hãy cùng Way to Way và Nguyễn Trung nêu ra 39 sự thật về Raven nhé. Trước khi bắt đầu, xin phép các cậu 30 giây để Way to Way giới thiệu cho các cậu một tựa game mới có tên là Heart of Time, Elements and Order. Cũng giống như những tựa game trước với chế độ chơi RPG thì có thứ khác biệt nhiều nhất đó chính là tạo hình nhân vật khá giống với nhân vật anime. Ngoài ra, những màn chơi và cốt truyện cũng có những cải tiến phù hợp với những bạn thích trải nghiệm những cốt truyện mới và thử thách mới. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy tải game ngay để trải nghiệm thôi. Link tải game tôi đã gắn dưới phần mô tả, các cậu có thể tải ngay để chiến đấu nhé. Và giờ thì video Raven xin được bắt đầu. Let's go! Sự thật số 1. Raven là con gái của Trigon, một thực thể quỷ dữ với một sức mạnh vô hạn và sự tàn ác vô biên. Ngay từ lúc mới sinh, Raven đã được thừa hưởng ma thuật bóng tối từ bố của mình cũng như sứ mệnh thôn tính thế giới. Thế nhưng do đã bị Robin lôi kéo vào Teen Titan nên Raven cũng không còn đi khắp nơi để phá hủy mọi thứ nữa. Bố Raven cũng đã nhiều lần khuyên nhủ cô quay trở lại con đường quỷ dữ, nhưng cô luôn một mực không nghe. Có lẽ là vì bố của cô luôn áp đặt lên cô, thế nên Raven mới chống đối và ghét bố của mình. Sự thật thứ hai, trong hầu hết tất cả các tập phim, Raven luôn luôn khoác cái áo choàng màu tím của mình, có lẽ là để tạo nên cái vẻ bí ẩn của cô. Nhưng thỉnh thoảng, chúng ta lại thấy Raven bỏ mũ ra, và lúc này, ta có thể thấy cô nàng có một vẻ ngoài hết sức xinh xắn với mái tóc đen và làn da trắng. Raven đội mũ trùm xuống thường xuyên hơn trong Teen Titan Go so với phiên bản Teen Titan Original. Kể từ khi cởi cái áo choàng lần đầu tiên trong tập 8 phần 1, Laundry Day, Raven đã cởi bỏ mũ 6 lần trong phần 1, 15 lần trong phần 2, 29 lần trong phần 3 và 28 lần trong phần 4. Sự thật số 3, Raven là một con người khá trầm, trầm cả về giọng nói và tính cách. Giọng nói của Raven luôn đều đều với một âm điệu chán nản. Cô rất ít khi hứng thú với một cái gì đó và lại còn rất dễ tức giận. Nhưng trong thời gian ở với biệt đội Titans, Raven trở nên hướng ngoại hơn và cô dễ nói chuyện với mọi người hơn. Sự thật số 4, Raven có một quyền năng rất khủng khiếp. Sở dĩ cô nhận được chúng từ nguồn sức mạnh bóng tối từ bố của cô, Trigon. Sức mạnh của cô gần như là vô hạn. Trong tập 30 phần 2, Real Boy Avengers, Raven đã mất hơn 4 ngày để liệt kê ra những thứ mà cô có thể làm được với sức mạnh của mình. Có thể kể xương xương ra như sau. Ví dụ như xuất hồn, bay, điều khiển đồ vật, ban phát quyền năng, biến hình, điều khiển thời gian và vân vân mây mây. Sự thật số 5, Raven là người duy nhất trong biệt đội Titans sử dụng tên thật của mình như tên anh hùng. Sự thật số 6, chiếc áo choàng của Raven là nguyên nhân dẫn đến sự ảm đạm của cô. Nó nguyền rủa những ai mặc vào và họ sẽ bị lây nhiễm sự ảm đạm và nhạt nhẽo. Nhưng có vẻ lời nguyền này không đủ mạnh đối với các sức mạnh hài hước của các Titans. Từ khi đến với các Titans, chiếc áo choàng của Raven dường như mất đi tác dụng của nó, dẫn đến việc Raven vui vẻ nhiều hơn. Thậm chí, trong tập 8 phần 1, Laundry Day, và tập 19 phần 1, Meatball Party, Starfire và Beast Boy đã mặc áo choàng của Raven mà không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng trong tập 37 phần 1, Lex, khi Cyborg mặc áo choàng của Raven thì cậu ta đã bị thay đổi giống Raven một cách đáng sợ. Cyborg có mô phỏng lại cách thiền và câu thần chú của Raven. Sự thật số 7, Raven là fan số 1 của Pretty Pretty Pegasus, một series phim hoạt hình về những chú kỳ lân. Cô cuồng bộ phim tới mức cô còn có cả đồ chơi về Pretty Pretty Pegasus và thỉnh thoảng lôi chúng ra chơi. Nhưng có vẻ Raven không thích người khác biết về sở thích của mình. Điều này được chứng minh trong tập 1 phần 1, Legendary Sandwich. Raven dập máy tính ngay lập tức khi Robin áp sát vào cô, nhưng dần dần cô cũng đã chia sẻ sở thích này cho những người bạn của mình. Thậm chí, cô còn khiến Robin thích chúng. Một điều nữa là Raven đã từng được Beast Boy dẫn đi xăm hẳn hình Pretty Pretty Pegasus lên cánh tay trong tập 44 phần 2, Beastman. Sự thật số 8, trong tập 23 phần 3, The Cruel Giggling Girl, Raven đã tiết lộ rằng cô đeo kính áp tròng và thi thoảng cô không đeo chúng, mà thay vào đó là cặp kính rất bình thường như trong tập 23 phần 1, In and Out. Sự thật số 9, mặc dù như chúng ta đã biết thì Raven ở hiện tại đã có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp rồi, nhưng theo Trigon nói, trong tập 13 phần 2, Camera Apples, khi mới chỉ 3 tuổi thì Raven đã phá hủy cả một vũ trụ bằng chính sức mạnh của cô bé. Thật là đáng sợ phải không các cậu? Trong khi chúng ta ở lứa tuổi đó là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi lớn và tuổi học, thì Raven nhà ta đã có thể phá hủy cả một vũ trụ. Sự thật số 10, trong tập 35 phần 4, Career Day, khi Robin nói với các Titan về nghề nghiệp, Raven đã nói rằng cô có ước mơ làm vũ công, nhưng Robin đã bắt Raven làm nha sĩ.
Nhưng sau đó, Raven lại tìm thấy niềm vui trong nghề nha sĩ là vừa nhảy nhót, vừa chữa răng cho bệnh nhân giúp cô kiếm được bội tiền. Sự thật thứ 11. Raven có sở thích rất kỳ lạ, đó là ăn răng. Nhưng sở thích kỳ dị này không phải là bẩm sinh mà là qua một biến cố trong tập 3/3 Dignity of Teeth. Khi mà các Titan lấn quá sâu vào việc lấy răng của mình để đổi lấy những đồng tiền của tiên răng, mặc dù Raven đã cố cảnh báo. Và thế là mớ hỗn độn của những con người móm lại phải để Raven sửa chữa. Cô đã đến hẳn nhà tiên răng để đòi răng cho những người bạn của mình, và đồng thời cũng phát hiện ra rằng tiên răng đã lấy răng không phải là để trang trí hay làm đồ chơi mà là để ăn chúng. Tên tiên răng nói rằng để có thể lấy lại được răng cho các Titans, Raven phải thi ăn răng với hắn ta. Cứ tưởng đây là ác mộng đối với Raven, nhưng ai ngờ rằng cô lại thấy ngon sau khi ăn cái răng đầu tiên. Và thế là kết quả tất nhiên đã dễ dàng được định đoạt. Raven thắng tuyệt đối, các Titans đã lấy lại được răng, và kể từ đó trở đi, ăn răng đã trở thành một sở thích kỳ dị của cô nàng. Sự thật thứ 12, may là Raven vẫn có hứng thú với những món ăn bình thường, ví dụ như bánh kem dừa, bánh gừng, sô-cô-la mạch nha và đậu nướng. Sự thật số 13, Raven cực kỳ ghét ánh mặt trời, sở dĩ là vì cô nàng đến từ thế giới của quỷ, nơi mà ánh sáng không bao giờ chiếu đến. Đây chính là lý do phòng Raven luôn luôn tối tăm và không có ánh sáng mặt trời được lọt vào. Sự thật số 14, trong tập 7/1 Girls Night Out, một con người điềm tĩnh như Raven đã bị lôi kéo vào Girl Night của Starfire và chơi đùa quá đà đến nỗi phá hủy cả một tòa nhà, và kết quả là cả hai đã bị bắt vào tù. Sự thật số 15, mặc dù Raven đã trở thành người tốt do gia nhập về đội Teen Titans, nhưng Raven vẫn còn một chút ác độc trong người mình, cô sẽ đánh bất cứ thứ gì cô không thích. Không chỉ thế, cô còn có sở thích kỳ lạ, đó là mang bỏng ngô đến thăm James khi cô ta bị nhốt vào nhà tù. Sự thật số 16 là một biến thể mang sức mạnh khủng nhất của Raven. Xuyên suốt series, Raven đã biến thân thành hình dạng này đúng một lần ở trong tập 38/1 Breakfast Cheese bằng cách nghe theo Starfire. Sự thật số 17, phòng của Raven, một căn phòng ở cuối hành lang, là một nơi khá là đáng sợ. Nó có tông màu tím được trang trí bởi các họa tiết kinh dị như xương, đầu lâu, xiềng xích. Và không chỉ vậy, trong phòng Raven còn có vô vàn những thứ đáng sợ như sách phép, cổng dẫn đến thế giới quỷ, chuồng nhốt quỷ. Nhưng dù vậy, để mà mang so sánh với phòng Beast Boy thì nó vẫn sạch sẽ hơn gấp vạn lần. Sự thật số 18, một con người trầm tính như Raven, ai lại nghĩ rằng cô có hứng thú với xe cộ phải không nào? Nhưng thực sự đúng là vậy, Raven khá là thích xe cộ, thậm chí cô còn có một hiểu biết sâu về xe hơi. Sự thật số 19, trong tập 50/1 Grandma Voice, Raven đã từng nói rằng bà ngoại của cô là một succubus, chuyên đi ăn linh hồn người. Nếu các cậu chưa biết thì succubus mang hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp, chúng luôn dụ dỗ và hút linh hồn của đàn ông. Sự thật số 20, xuyên suốt series Teen Titans Go, Raven là người duy nhất không tổ chức sinh nhật cho mình. Sự thật số 21, Raven đã hai lần bị phân tách bởi The Mysterious Prism, một lần là trong tập 25/1 Color of Raven, và lần thứ hai là trong tập 52/2 Some of Their Parts. Khi phân tách ra như thế này, thì ta sẽ thấy rõ những phần tính cách của Raven, đó là vui vẻ, giận dữ, tình ái, lo sợ, và cuối cùng là phần tính cách mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến ở Raven, đó chính là lười biếng. Nó thực sự rất tệ hại, nhưng may thay, đó chỉ là một phần của Raven mà thôi. Sự thật số 22, trong tập 31/1 Staring at the Future, khi mà Cyborg và Beast Boy đến tương lai và họ đã gặp Raven, nhưng Raven ở tương lai không còn là Raven mà họ biết nữa. Sau khi cô đánh bại bố của mình trong trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, sau đó Raven đã được biến thành một thực thể năng lượng toàn năng, có sứ mệnh giữ cân bằng cho toàn vũ trụ. Cô đã cứu hành tinh chỉ bằng một câu thần chú quen thuộc của mình. Azeroth Metrion Xynthos. Just saved a planet. Good job. Nhưng đó chỉ là một tương lai trong vô vàn các tương lai phía trước. Sự thật số 23, trong tập 14/3 Animals, It's Just a Word, Raven đã bị nhiễm tập tính động vật của Beast Boy và hành động như một con cá. Cô thậm chí còn bị cho vào toilet và xả nước vì các Titan tưởng cô đã chết. Sự thật số 24, Raven có thể chui vào chiếc áo choàng của mình và khiến nó trở thành một không gian 4 chiều. Sự thật số 25, khi bỏ áo choàng của mình ra thì Raven như biến thành một con người khác hẳn. Cô thường xuyên bày tỏ cảm xúc hơn, dùng chân nhiều hơn và đặc biệt là vui vẻ hơn rất nhiều đối với tất cả mọi người. Sự thật số 26, trong tập 48/2 And the Award for Sound Design Goes to Rob, do cả đội Titans quá ồn ào nên Raven đã nhất thời triệu hồi ra The Whisperer và cất giữ mọi âm thanh của thế giới, để rồi cả đội cùng nhau vật lộn đi tìm lại nó. Sự thật số 27, so với phần 1 và phần 2 thì bắt đầu từ phần 3 trở đi, Raven ngày càng hướng ngoại hơn. Không chỉ thế, nếu các cậu để ý, bắt đầu từ phần 3 trở đi, Raven thường xuyên để lộ chân mình hơn so với các phần đầu. Sự thật số 28, Raven cực kỳ ghét những trò đùa, bao gồm cả ngày cá tháng 4. Sự thật số 29,
Trigon đã nhiều lần khuyên nhủ Raven quay trở lại con đường xấu xa, nhưng cô không nghe mà vẫn muốn là người tốt. Thế là một lần trong tập 46 phần 2, Nin, Trigon đã yểm bùa người tốt lên Raven và khiến cô đối xử tốt với tất cả mọi thứ. Sự thật số 30. Một lần, Raven đã dùng ma thuật bóng tối để chơi khăm cả đội Teen Titan vì họ làm cô rất khó chịu, khiến cho Robin mỗi khi định ngủ sẽ bị một cái tay quỷ đập vào mặt khiến cậu ta không thể nào ngủ được. Điều này đã làm cho Robin có một fan khốn đốn. Không chỉ có Robin mà Cyborg cũng mất mồm vì tội xàm le quá nhiều. Thậm chí, Beast Boy còn biến thành bóng bay và biến mái tóc của Starfire thành màu vàng óng. Chắc sau lần này, chả ai đến động tới Raven nữa nhỉ? Sự thật số 31. Raven có một danh tính siêu anh hùng khác, đó là Lady Legacies. Nguồn gốc danh tính này là trong tập 31 phần 1, Arms Ray with Legs, khi mà Robin ăn trộm áo choàng của Raven và từ đó khiến cô dần dần thay đổi, cởi mở hơn, vui vẻ hơn với mọi người. Bắt đầu từ đây, Raven đã thấy tiềm năng ở đôi chân của mình, đó là dùng nó để đánh lại kẻ xấu. Từ đó, cô đã có một danh tính siêu anh hùng mới, người dùng sức mạnh của đôi chân, đó là Lady Legacies. Raven cũng đã có lần biến cả đội Teen Titan thành League of Legs, nhưng liên minh này nhanh chóng bị sụp đổ do các Titan không thể kiểm soát được sức mạnh của đôi chân, và chính Raven đã phải đứng ra giải tán chính tuyệt đội do mình tạo ra. Còn về phía Raven, sau sự kiện đó, cô đã thức tỉnh được cảnh giới cao nhất về sức mạnh của đôi chân, đó là Mega Legacies trong tập 31 phần 3 Arms Ray with Legs. Nhưng kể từ đó trở đi, ta không bao giờ thấy Raven dùng sức mạnh đó nữa. Sự thật số 32. Trong tập 40 phần 2 Cool School, Raven đã từng kết bạn với nữ ác nhân Rose Wilson vì tính của cô khá hợp với sự độc ác ẩn chứa bên trong con người của Raven. Hai người họ đã làm rất nhiều điều xấu, nhưng cuối cùng hai người lại bất đồng quan điểm vì trò đùa của Rose Wilson đã đi quá xa. Raven đã cùng những người bạn của mình ở nhóm Titans ra tay sửa đẹp cô bạn độc miệng này. Sự thật số 33. Robin đã từng là bạn prom của Raven trong tập 42 phần 4 Demon Prom. Các cậu có tự hỏi tại sao một người như Raven lại chọn Robin đi làm bạn nhảy không? Thực chất là Raven đã chọn Robin đi prom cùng mình để phá hoại buổi prom đó và chống đối bố của mình. Sự thật số 34. Raven rất thích người già vì cô thích làn da nhăn nhẻo cũng như sự thông thái của người già. Vì lý do đó, ở trong tập 8 phần 2 Salty Culture, Raven đã cố tình để Mad Mod biến các Titans thành người già và một mình tận hưởng họ. Nhưng do quá già nên các Titans đã qua đời, Raven một lần nữa bóp cả team. Thế là cô lại phải đến địa ngục để gặp Death và đòi lại linh hồn cho những người bạn của mình. Sự thật số 35. Ở trong tập 30 phần 5 Little Dimples, cha của Raven là Trigon đã cho các Titans xem về những video thời thơ ấu của Raven. Khi còn bé, Raven là một cô bé rất dễ thương. Câu nói đầu tiên của Raven chính là câu thần chú mà cô hay đọc. Mặc dù còn hơi ngọng một chút, thậm chí cô bé còn từng thi một cuộc thi nhảy hết sức dễ thương. Sự thật số 36. Raven từng có hai cuộc tình xuyên suốt series, một là với Beast Boy, hai là với Aqualad, nhưng cả hai đều không duy trì được lâu và nhanh chóng kết thúc. Nhưng về sau, cô và Beast Boy vẫn có tình cảm và thường xuyên qua lại với nhau. Sự thật số 37. Raven rất thích trò đấu vật, đặc biệt là trò WWY. Trong tập 50 phần 3, Oh Yeah, cô đã rất hào hứng khi xem đấu vật cùng các bạn của mình. Raven cũng đã rất nhập tâm khi tham gia vào trò đấu vật. Thậm chí, cô còn là người hăng nhất. Sự thật số 38. Mặc dù Raven rất ghét những người xấu, đặc biệt là loại nữ xấu xa, nhưng trong tập 36 phần 3, Operation Dude Rescue, cô đã cùng Starfire miễn cưỡng thành lập một biệt đội toàn nữ xấu xa, bao gồm có Jinx, Rose và Terra để giải cứu các nam Titan đang bị The Brain bắt. Cuối cùng, họ đã đoàn kết và đánh bại được The Brain, nhưng sau đó lại không cứu được các Titan. Sự thật thứ 39. Raven là một người chuyên sử dụng ma thuật để chiến đấu, nhưng cô lại rất ghét ảo thuật. Vì cô tin rằng ảo thuật là một sự nhảm nhí, nó không hề có một tí gì ma thuật trong đó cả, mà chỉ toàn là trò vặt vãnh. Thế nhưng đến tập 51 phần 1, Real Magic, Raven đã thực sự chấp nhận nó vì ảo thuật đã cứu cô thoát khỏi sự lưu đày của Magic Card. Và trên đây là tất cả những gì mà tớ biết về Raven. Các cậu có thấy điều gì thú vị khác ở Raven nữa không? Hãy comment phía bên dưới để chúng tớ được biết nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Way to wear out.